Chiều nay, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức họp báo chính thức công bố chuỗi chương trình lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023 vào Đà Nẵng, đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, thành phố Đà Nẵng sẽ sôi động hơn với 11 hoạt động hấp dẫn tại lễ hội. Nổi bật gồm chương trình nghệ thuật lúc 19h30, ngày 28 tháng 7 tại Công viên Biển Đông, lễ hội ẩm thực Việt Nam quốc tế trình diễn nhiều nghệ thuật chương trình đồng diễn flashmob zumba và flashmob bikini nhí giải du lượng thành phố đà nẵng mở rộng ngày hội miền biển ngày hội bảo vệ môi trường biển đại dương xanh không gian check in trên bãi biển công viên biển đông và công viên biển hà khê chuỗi các chương trình biểu diễn nghệ thuật đồng thời từ 19 giờ mỗi tối cuối tuần tại hai bên bờ sông hàng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đường phố phát biểu tại họp báo phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ngô thị kim yến nhấn mạnh đây là sự kiện thường niên được thành phố tổ chức ngày càng đa dạng, giúp quảng bá các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển mang đến cho người dân du khách nhiều hoạt động mới lạ và ấn tượng, góp phần định vị Đà Nẵng điểm đến du lịch hàng đầu châu Á. Tại buổi họp báo hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Sở Du lịch là đơn vị chủ trì cùng đồng hành các sở ngành hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức để lễ hội tận hưởng mùa hè 2023 qua wow, quao Đà Nẵng được diễn ra thành công. Đà Nẵng sẽ cam kết đảm bảo tạo tạ mọi điều kiện trong dịp tổ chức lễ hội tận hưởng mùa hè 2023 để các sự kiện diễn ra an toàn, trọn vẹn, giúp du khách tận hưởng các dịch vụ một cách tốt nhất. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi du khách tham dự sẽ cảm thấy thoải mái và hài lòng với trải nghiệm của Đà Nẵng. Đồng hành cùng lễ hội tận hưởng mùa hè 2023 Wow Đà Nẵng và hưởng ứng chương trình kết cầu du lịch năm 2023 từ tháng 6 đến tháng 8, các chương trình tour du lịch tận hưởng mùa hè Đà Nẵng đã được doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn thành phố giới thiệu với nhiều ưu đại hấp dẫn, mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn như tour ẩm thực, tour khám phá Đà Nẵng về đêm, tour chào hè, tour check-in, vân vân.